Hay, thưa các mạnh thường quân, với đây hết tờ ba chú, rồi tôi cũng nhờ các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước để giúp đỡ cho hai mẹ con tôi có được số tiền và được hai cái sổ tiết kiệm và hai mẹ con để đứng. Hiện giờ cũng cảm ơn các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước. Ngày nay mẹ con tôi cũng chưa khi nào mua được con gà ăn, mà bữa nay các mạnh thường quân để cho số tiền, cho nên là mới mua được con gà mà ăn bữa nay là cho trước mặt cho mấy chú này nó thấy và các mạnh thường quân nó thấy. Bây giờ tôi cũng có tấm lòng để hết sức nào cảm ơn các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước. Dạ, anh Sóc có lời gì gửi với bà con cô bác sau bao nhiêu năm trời gồng gã bữa nay mới được ăn gà không anh Sóc? Bao nhiêu năm tôi không có ăn được gà. Tôi cảm ơn thường quân chứ tôi không biết nói chuyện gì hết. À, bao nhiêu năm rồi? 60 năm rồi. 60 năm rồi. Rồi rồi, vậy hai mẹ con ăn đi. Anh Sóc mời, em mời anh Sóc. Mà xé ra đi cộng thêm được. Trời, con gà dai dữ. Anh dài quá. Biết được con gà luộc là lần đầu tiên luôn á. Không, chưa chín luôn. Chín nó anh tại gà vườn nó hay dài. Mẹ ăn đi mẹ. Từ nghiệp anh Sóc cả nhà. Muốn bẻ cho mẹ cái đùi gà ăn mà. Bẻ không nổi anh Sóc hả? Không, không nổi. Từ nào có bẻ đâu, biết bẻ làm sao nữa. Dạ. Từ nào có bẻ đâu, biết. Dài quá. Gà người ta bán mà nó phải dài vậy chứ. Ngoài này ăn dài nó không, ngoài ăn cái kia kìa, sao ăn cái đó nổi không? Ăn cái này. Trời ơi, thì bị hại. Bà chứ anh cứ ăn tự nhiên đi, nhường gì gửi miếng. Nhường qua nhìn lại. Muối nè anh chấm này, hai cái luôn. Dạ. Mà sao cảm giác làm sao? Ngon. Ngon. Ngon hết sảy. Ngon hết sảy luôn hả? Ừ. Rung tay hết trơn rồi. Rung tay hết trơn rồi. Ăn. Ăn đi. À, tụi anh ăn đi, anh với ngoại ăn đi, tụi em xíu nữa ăn. Nếu mà thẳng thần là một con này là chắc không đủ đâu. Không thấm. Tại nếu mà gà này mình còn cái cỡ cái mốt à. Ừ, cái mốt à, chắc để coi anh Sóc ăn hết không. Xương gà cái đâu còn. Bây giờ ba chú ăn đi, ăn. Ăn đi, ăn đi. Ăn cho vui. Con muốn ăn thì không được. Tụi con vậy ăn đi, mình xuống sức mà ăn. Con vậy ăn cho vui. Tụi con dành hôm nay bữa ăn cho được rồi. Gia đình á. Giờ ví dụ lòng hảo tâm của các con đi nữa là cho mẹ ăn một miếng cũng là tốt rồi. Bây giờ con nói bà ngoại với anh Sóc như vậy nè. Chỉ cần bà với anh Sóc ăn gà là tụi con vui rồi. Chứ không phải là quan trọng tụi con ăn mới con vui. Nào ăn cũng được chứ á. Anh mà ăn hết nổi em còn vui dữ nữa. Anh với bà ăn hết nổi là sao, vui dữ. Nữa. Sao anh? Cảm nhận coi. Bớt ngọt ngọt. Không cay cay. Ừ. Cái thịt của con gà nó làm sao anh? Dài không? Dài. Dài gà này. Dài. Ồ, tính gà tre nhỏ nhỏ vậy mà dai ghê ha. Ngọt, ừ, mấy nãy nóng hổi thơm là nói cái kiểu mà cảm giác mà ăn được rồi nó làm sao anh Sách? Ngon bừng có béo. Mấy cục tâm mà mới ăn được con này. Mà tôi nói là với tên thiệt, nay tôi tám mấy tuổi rồi tôi mới ăn con gà hấp mía này chứ tôi chưa biết ăn. Chưa biết ăn. Tôi mới ăn lần này lần thứ nhất. Dạ. Thiệt, chưa có biết ăn. Bà ăn miếng thịt ức á, bà ăn miếng thịt ức con gà nó ngon lắm. Cái cánh xương không à, bà ăn thịt đi. Muốn ăn cái này. Nhân bánh cho khỏe. Thấy anh Sóc nàng ngoài đây nước miếng em chảy ngược, chảy ngược. Chảy ngược vào tim hả? Thiệt á, biết sao. Không chứ mình ăn không ngon bằng mình nhìn ta ăn đâu. Nhìn quan chỗ ăn mà ta đi. Đi con lại ăn đi. Không, bà với anh Sóc cứ ăn tự nhiên đi. Đi, tụi con ăn được mà, muốn ăn được mà. Chủ yếu con thấy bà với anh Sóc ăn ngon là đầu, con nhưng vui mà muốn ăn cho vui thôi. Dạ, dạ. Bà ăn rồi con vui à. Mà con thấy vui rồi mà. Tôi ăn rồi ngon rồi chết, mấy con ngầu dòm mà vui.
đâu phải riêng có, đâu phải có con ba anh em con ngồi dòm đâu, thấy vậy chứ con nhiều người lắm mà họ cũng vui à bà ơi. Ở trong còn chai nước rồi chú. Khuya với anh Sắp là nó rất là khó khăn. Hai mình ra mình mua cái là xong. Mình nhìn thấy cảm giác kiểu như là thèm mà được ăn cái nó đã gì đâu. Đã chứ đâu. Chấm cái nước anh, cái nước muối này nó khác nước muối mà anh thường ngày anh ăn nha. À tước phải, anh ăn sao cái anh thấy cái nước muối này sao anh coi coi. Nó cay 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 béo béo ngọt ngọt. Nó khác chứ không có khác. Nước muối của mình là nước muối mặn mặn nữa, nó cay không à. Cay không chứ không, nó không, không ngọt. Cay không. Gà hấp mía thì nói chung ngon lắm cả nhà. Ừ. Gà hấp bình thường thì thấy rồi, gà hấp mía thì nó cái hương vị với cái mùi mùi nó khác. Tôi cũng chưa biết ăn cái gà hấp mía này mới bữa nay. Lần đầu luôn ha, đúng rồi, cái này là đúng lần đầu luôn ăn luôn á. Cực cực nha, tính da găng của bà cụ kia khỏe chứ. Ăn gốc 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 gốc. Hôm nay là phải thử thách ăn hết con gà nha. Cái này không hết đâu. Không hết không? Thế ăn... đâu có nhiêu thịt đâu. Không nhiêu rồi, cái ăn không hết, nó không nổi. Từ Ngọc có ăn, ăn là quá, quá ngon rồi. Quá ngon luôn hả? Quá ngon, ăn không hết. Để giờ anh ăn hết đi, để nguội hết ngon. Để nguội là hết ngon. Không, anh... anh cứ ăn thoải mái, anh đừng có chừa chừa cho tụi em nha. Mình chừa rồi nó nguội rồi hết ngon rồi, không ăn được chừa. Cứ ăn đi. Ăn nó liền nó nóng ngon. Thì... bà ăn bạn cái thịt đi bà, chứ bà ăn cái cánh nè. Mà tính ra bà ăn cái cánh mình tưởng ăn không được chứ. Nó kêu gốc 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 vậy. Rồi đó. Bà với anh cứ ăn thoải mái đi. Chú tụi con có ăn mua khác ăn. Ăn đi chứ đừng có chừa, con không ăn đâu. Cái này phải có cái kéo à. Việt Nam cho lấy cái kéo cho bà có kéo không? Có kéo gì hết? Có cái kéo ở trên giường. Ở trên giường ha. Ừ. Ăn gà. Ồ, gà giường. Bà thích ăn cái cánh không cả nhà? Ừ. Dài tới luôn. Rồi đấy kìa. Quá đã luôn ha. Muối đổi nó ngon lắm á. Cái tay của anh bị yếu luôn nè. Bẻ cái chuyện giò. Giờ đã thèm chưa anh Sắp? Cũng đã thèm. Mình làm cho nó bữa nay mình làm cho nó hết thèm chứ để nó thèm mấy chục nó thèm mấy chục năm rồi. Ăn ba mớ cái nó thèm hoài không? Thèm hoài. Nó thèm mấy chục năm rồi. Thèm nữa rồi gói à. Rồi tới đi. Ừ. Cũng vậy đã rồi. Hết trời rồi. Rồi để ăn cái này. Hết cái khúc khúc người. Dê gan người nửa con đi. Thôi. Thôi ăn không ăn nổi đâu. Thơm miếng nữa. Miếng đây 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 làm cái ức nè. Không có hết đâu. Đây không? Cầm. Cứ thoải mái. Ăn đi mà đừng có. Đây. Cứ thoải mái mà. Cắt sẵn cắt cái cánh cho bà luôn nè. Đây. Tôi vô đây được rồi. Làm đi, bây giờ bà ăn con gà mà để cho nó về rồi mai mốt sao được. Thôi. Làm đâu vậy nè, sáng bà ăn luôn. Nếu bà ăn phải có thịt chứ thầy chứ trời. Ăn vô đây là đủ rồi đó. Tôi nhà tôi ăn cơm cũng ít lắm, không ăn nhiều. Làm cho hết để bên nó bay không được. Đây, nó bay không được, tội nghiệp con gà bà ơi. Thời gian trước mà gần hết gạo là mẹ con của tụi ăn dính lại cả nhà. Không dám ăn nhiều sợ hết gạo không có ăn. Đau lắm. Ăn miệng cứ thèm luôn ha. Còn thèm món gì nữa không anh Sếp? Ừ.
vị vậy đẹp chứ. Lắm rồi. Cực lắm rồi. Không có thèm nữa. Nó thèm cũng giấu. Cực lắm rồi. Thấy mấy em quá rồi. Không còn cái gì nữa, tới đây vậy là vừa lắm rồi. Quá đủ à. Cụ thì quá là thành ra ăn cũng nói chung là vui quá mà cũng no hết rồi. Này thành ra ăn ít. Đâu có nhà tôi cũng ăn ít lắm, cơm tôi ăn cũng chén cơm. Ngọt thì đây anh chấm cái muối cho vô đỡ ngán, ăn khô ngán. Ừ. Cạp mình thấy thèm luôn. Thôi vô. Ăn gà là phải ăn vậy á. Phải vậy chứ còn ăn mà nhít 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 nè, sao ngon được. Khán giả cũng thông cảm cho anh nha. Mấy chục năm mới ăn cái này. Và khán giả người ta thương anh Sóc ăn lắm. Cảm nè. Anh Sóc ăn người ta thương lắm. Mến, người ta mến. Lần đầu tiên trong đời ăn được con gà nội hai mẹ con ăn chung ha, sao? Cảm giác này anh cảm thấy sao? Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Quá hạnh phúc không anh? Ừ. Tính từ cả đời mình không hảo. Thì cái chỗ ổn mình có ăn. Mà lần này được cộng đồng quan tâm, yêu thương nữa. Nên là cảm thấy rất hạnh phúc đúng không? Ừ, hạnh phúc. Nó xuống cho trời. Cô hai, cô hai ăn cái phao câu không? Làm cái phao câu đi. Ừ. Như đây đủ rồi. Bảo đảm cả nhà mà ai xem là phải đi kiếm con gà mua liền nha. Ăn là phải ngon vậy. Ăn phải truyền cảm giác. Ăn là phải có cảm xúc đó. Thôi à, tôi đủ gà rồi. Bạn cái đó luôn cho gọi đi. Không, không ăn nữa. Rồi rửa tay luôn nè. Có cái thau rồi, cái bên đó. Ăn đi, anh cứ dòm củ hoài. Nghe tới đây còn nghe tiếng luôn á. Chấm vô miếng à. Để đỡ ngán. Để bữa hai nữa con đem cái gì ta? Bột ngải đen cho bà cô hai ha. Thì chừng nào rảnh rảnh. Dạ, thì con lên đây hoài vậy, con lên khu vực Long An hoài cái con ghé ăn cho con đem cho bà. Bữa nay con đi con quên hết. Thấy anh chấm ta ăn ăn khô khan vậy. Ừ. Ở đây nó mát mẻ mà phong cảnh đã siêu cả nhà. Phía sau là ruộng nè. Gió mát. Quá trời mát luôn. Cái cánh đồng trống nè, gió dạ, mát. Thì mát luôn cả nhà. Bữa nay cũng mới vừa mặn mấy ngày. Rất gì mà ngày nào cũng ra bờ sông cũng có gà lột nha. Ăn ăn về rồi cổ đầu ăn cho đủ. Bà có muốn vậy không? Không biết. Qua đợt này mình mua bầy gà luôn đi. Mua bầy gà về nuôi thả vòng vòng con gà con á. Nhà kêu mua cho anh Sóc một bầy vịt ở nuôi. Mà nói không biết có nuôi được vịt không? Vịt tại sao chăng? Vịt nó đi lắm. Đâu vịt khó nuôi đó. Có gà. Nuôi không được đâu. Gà thì ở đây mà vịt nó xuống sông thì nó đi ra con cái. Hai con gà mái thôi. Nó quậy ra một con gà trống gì đó rồi nó ấp trứng lấy trứng cũng ngon nữa. Mai mốt là nó sinh sản ra nhiều lắm. Nuôi đặng chục con hay chục con á. Mình là tháng mưa thì khó đi chợ búa rồi đó bà. Thì mình cũng có cái để mà dùng. Con cái giờ mua
Ví dụ giờ thả nuôi được, nhưng mà con cái giờ đi chợ rồi mua cám mua đồ đi khó khăn lắm. Mua lúa lâu lâu mình mượn xe ôm mua, ở đây lúa nhóc nè. Mua em phải phơi chứ không nè. Phơi rồi vô đến ra. Đi vô đến ra nên không nổi. Giờ tôi làm hết. Gà nên đâu có nổi. Thứ hai nữa, mình không phơi thì nó đắng chứ gà đồng nó không ăn. Nó đắng ghét thì sao mình ăn. Nó ăn nó móc. Nó đen thù rồi nó không ăn được. Mỗi lần tôi còn khỏe thì người ta phóng lúa vậy tôi cũng đi mót. Đi mót được dạ hay dạ về về cái được hơi khô có đem mấy trà trà ăn mẹ con ăn. Bây giờ từ hồi bắt đầu bệnh đến giờ là thôi rồi không có làm được. Khó khăn mà có ăn con gà đâu phải đơn giản đâu. Mình thì quá dễ rồi. Ăn cảm thấy mình anh sắp anh ăn mà nhìn thấy ngon á. Đã rồi ha. Đã rồi, vô đó đã rồi. Đã tối ngày ngủ ngon nha, đừng có thức canh canh xe nữa à. Quá đã luôn. Nó dài quá là ăn hết nổi rồi. Bỏ đi anh ơi, gân không à. Dục với cái chó nè. Còn cái cánh này ăn luôn đi. Thôi, không ăn nổi nữa này. Quá đã, nửa con. Đã rồi. Trong đời ăn đã làm thiệt. Đã rồi, nha. Có tâm đại. Sao anh thấy này cảm giác sao ăn rồi sao? Ăn ngon mà đã. Đã luôn ha. Đã luôn. Ăn mà nó ngon mà nó đã nó cái cảm giác này. Đã cái trái ốc luôn á. Trong đời. À, cũng là lần đầu trong đời ăn gà hấp mía này luôn hả? Mới có lần thứ nhất. Dạ. Chứ đâu có biết ăn đâu. Ăn hồi nào mà không có ăn hồi nào á. Thí dụ nhờ cũng như mình tới nhà người ta đó, người ta làm người ta ăn á, người ta thương người ta mời mình ăn á thì có ăn gà luộc có cái. Có như gà hấp mía thì chắc có lẽ là bà lần đầu luôn rồi. Không có. Chưa có ăn một lần nào được con gà hấp mía nữa. Yeah. Bữa nay là mấy chú mua rồi mới ăn một lần thứ nhất. Nay là 88 tuổi rồi mới ăn lần thứ nhất. Mới ăn lần thứ nhất. Chứ chưa có biết ăn hồi nào. Dạ. Yeah. Với hôm nay mình được con gà hấp mía này, hai mẹ con cùng ăn, cảm giác bà hôm nay như thế nào vậy bà? Thì mấy em mua về đây ăn về thì thấy rất ngon, mà thấy là hạnh phúc. Hai mẹ con và các em hết. Hạnh phúc không biết bao nhiêu nói, tại vì mấy em cũng yêu thương mẹ con tôi mới lo như vậy. Chứ còn nếu mà mấy em không yêu thương thì mấy em cũng không có để mà tận tình để lo như vậy đâu. Nhiều thì tôi có không có, nhưng mà những cái như thế này đơn giản tụi con làm được. Nói chung một bữa ăn hạnh phúc mà nó quý giá cả nhà. Ăn mà hạnh phúc vui nữa. Nó ngon dữ lắm. Vậy tôi cũng cảm ơn các cháu không giúp bao nhiêu nói. Giờ cái ơn này không biết là chừng nào mà quên được. Thì nói chung nhớ giúp hoài. Anh Sóc mà sắp tới mà có đi buôn bán được cũng quý lắm. Dạ. Giúp là phải giúp. Thế nào, nó cũng phải cố gắng. Dạ. Nếu mà đặng mà nó tập, đặng nó chạy xe cho rành, nếu tôi có mất đi nữa thì nó đi bán vé số rồi nó sống. Dạ. Cố gắng không phụ lòng anh Hùng Quân. Nó phải cố gắng rồi. Dạ. Chứ còn không có nói sao mà được hết. Bây giờ tôi biết đâu sắp tới mình đi buôn bán vé số, mình có cái tiền ổn định, như mốt biết đâu anh sắp có vợ thì sao? Vợ sinh con thì sao mình không nói trước được. Tôi thấy cái chắc không ai thương nó đời giờ, nó cũng không có thương mấy cái thằng què tật đâu. Dạ, mình đừng nghĩ vậy đâu, đâu có cuộc sống mà đâu biết trước được. Ô sao hai mẹ con ngừng lại rồi? Thôi, ăn bao nhiêu đó là dữ lắm rồi. Ngon quá trời ngon quá rồi. Rồi. Dạ. Thôi là có lẽ anh em con cũng kết thúc cái đoạn video tại đây ha. Trời, cái buổi chiều ở đây nhìn thật sự bình yên thanh thản nha. Bình yên thanh thản. Bây giờ cảm ơn ba con quá trời quá đất. Hiện giờ mấy em cũng như con tôi rồi đó. Vậy đánh đổi vô bà ngoại nấu cơm ăn nha. Cơm còn chiều ăn cơm nguội khỏi nấu. Nấu hai lon vậy ăn tới chiều, hai mẹ con ăn tới chiều luôn khỏi nấu. Dạ rồi, tụi con xin phép gửi lời chào bà với anh Sóc ha. Giờ cảm ơn hết nha. Cảm ơn hết. Về mạnh khỏe, cầu chúc cho gia đình mạnh khỏe hết nha. Dạ. Con chào bà. Dạ. Mến chào quý bà con cô bác. Thưa quý vị khán giả, thì đây là chi tiết từng sản phẩm mà bên Nhiệt Tâm TV có bán cho những cái khán giả trên kênh. Đầu tiên thì phải nói tới bột ngải đen. Hiện tại có 3 loại, 190 nè cả nhà, 360 nè cả nhà. Rồi ở đây là 630.000. Nói sơ lược về cái công dụng của bột ngải đen. Đầu tiên là phải nói tới lưu thông đường huyết. Cái thứ hai là điều hòa huyết áp. Cái vấn đề thứ ba là kháng viêm. Kháng viêm thì gồm có viêm khớp nè, bao tử dạ dày nè cả nhà. Rồi viêm phế quản, viêm amidan,
Và cái bên đó thì hiện tại đây là cái sản phẩm mới bán này cả nhà. Một cái hũ như thế này 230.000 nửa ký. À, cái này là tinh bột nghệ, 100% tinh bột nghệ nha cả nhà. Nếu mà ai bị dạ dày đau bao tử á, thì có thể là mua sử dụng. Còn đây là mật ong rừng, 100% mật ong rừng nha cả nhà. Đây là loại nửa lít, rồi tới loại 1 lít. Thì quý vị khán giả cũng có thể là mua sử dụng kèm chung với là bột nghệ đen hoặc là tinh bột nghệ nha cả nhà mình. Và cái sản phẩm cuối cùng bên kênh Nhật Nam TV đó là nước cốt nhạt, trị đau nhức, nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ, nó cực kỳ hiệu quả cả nhà. Cảm ơn quý vị khán giả đã mua hàng ủng hộ kênh Nhật Nam TV. Cảm ơn rất nhiều.